Kính thưa quý vị, buổi lễ khai mạc cho lễ hội điện ảnh Venice tên từ Venice, một buổi lễ ngắn đã được tổ chức tại Cinema Place của Venice Lido để chính thức khai mạc chương trình lễ hội điện ảnh lần thứ 71 của lễ hội điện ảnh cổ xưa nhất thế giới. Luisa Renier là người hướng dẫn trong nghi thức này, giới thiệu các giám đốc của lễ hội và đoàn giám khảo quốc tế, người sẽ quyết định ai là người chiến thắng được giải thưởng thèm muốn sư tử vàng này. Nhà soạn nhạc phim Alexander Desplat dẫn đầu đoàn giám khảo bao gồm nam tài tử người Anh Tim Roof, nữ tài tử Trung Hoa Juan Chen, đạo diễn Palestine Elia Suleiman và nam tài tử kim đạo diễn người Ý Carlo Verdon. Giám đốc lễ hội Alberto Barbera, người đã được trở lại công việc này vào năm 2012 sau 8 năm vắng bóng, giới thiệu một loạt những cải tiến để giữ cho Venice thích hợp trong giai đoạn khi lễ hội Tribeca ở New York và Toronto cướp đi một số sự chú ý. Toronto trình chiếu hàng trăm bộ phim, trong khi Venice công chiếu 55 bộ phim, 20 trong số này thi tài giành giải thưởng hàng đầu. Buổi lễ được tiếp tục với phần trình chiếu ra mắt thế giới của phim Birdman bởi đạo diễn Mexico Alejandro González Iñárritu. Chương trình lễ hội sẽ được kéo dài cho tới ngày 6 tháng 9.